chào cả nhà nha. Bây giờ mình dẫn cho các bạn đi dạo phố buổi chiều, dẫn cả nhà đi từ ngay chỗ quán làng chài đó. Làng chài ngày nay xe cộ đông đúc rồi đó. Đó, quá trời không. Giờ mình sẽ dẫn cho các bạn đi từ ngay chỗ này dạo một vòng xem hoa Tết. Trời, chưa gài cái nón nữa. Rồi, nãy giờ chưa gài cái nón nữa, đứng xe chiều nay ở bển quá chừng luôn rồi. Giờ mình bắt đầu lên đường thôi, dẫn các bạn đi xem coi cái này có qua Tết chưa. Hồi nãy giờ mấy con yến nó ra quá chừng luôn mà giờ nó bay đi đâu hết trơn à. Hồi nãy ngay chỗ này nè, nó bay ra đen luôn á. Nãy giờ nó chắc nó bay vô ổ nó hay gì á, mất tiêu hết rồi. Giờ mình sẽ lên đường ngay chỗ này dạo một cái vòng, lên đường thôi. Đó, ngay đây là quán bia. Đi. Ngày hôm qua, nay mấy ta? 10 á. Nhưng ngày hôm nay là người ta bốc thăm để mà chia lô bán bông á. Nghe nói ngày nay 10 tháng chạp nè. Nay mình dạo coi có gì không. Đi buổi chiều, nay vẫn đi buổi chiều cho nó mát. Còn mấy bữa trước đi buổi trưa trời nắng, còn giờ đi buổi chiều về đây là trời hết nắng rồi. Đường này là đường đi về Quá Trí đó. Khu này là khu Sao Mai. Đi buổi chiều quay nhìn thấy trời tối vui. Đi không có nắng. Đi buổi trưa thì có nắng sáng dễ thấy đường. Còn giờ này đi là trời tối vui sao chót. Dạo một vòng ra ngoài này coi, ra bờ sông coi có gì không. Trời tối thui, chiều nãy nắng quá chừng luôn, cái ông trời ông sụp nắng với ông cái là tối liền, nhanh ghê. Đó, cái đường đi quẹo tay phải là đi ra bến phà cũ nha, bến phà hầm luôn á, còn quẹo tay trái là đi vô thành phố Bến Tre. Còn đi thẳng là đi về Ba Tri.
lên dốc cầu á là về Ba Tri. Rồi hôm nay không ra ở ngoài này, nó gắn cái vàng đèn nè, hôm nay không có đi ra ngoài này, nhìn cây cầu gắn vàng đèn nè, đẹp ghê không đó. Đó. Ngay đây là chưa có làm cái cổng qua Tết ngay chỗ này nè. Mỗi năm nó làm cái cổng qua Tết ngay chỗ này mà giờ chưa có vậy á. Đó. Nay cái vàng đèn nó lên đã chưa? Đó. Rồi. Ngay đây nó có bán kẹo mút Tết gì đây nè. Đó. Giờ mình lên đường tiếp. Đi cặp ở dưới già cầu. Vậy là nay nó chưa có làm cái cổng ngay chỗ này. Nay như mới có 10 hay gì hả? 10, 11 gì quên rồi không biết. Ồ, ngoài này nó bán đồ chiều. Giờ mình quẹo tay trái đi vô chợ. Đó, bên đó quá trời luôn. Đây. Đó. Đây đứng ở dưới dốc cầu này nha, nhìn dưới dốc cầu nè, ngay bên đường ngay cái này á là bán đồ la đó, nhiều bán đồ la, còn cái đây là một cái xe bán gỏi đu đủ đó, rồi sầu riêng. Giờ mình sẽ đi từ chỗ này, cái góc bên đó đó là bán cơm tấm đó. Đó, này là đứng dưới dạ cầu nè, giờ mình sẽ lên đường đó. Bán dài đó, đồ quá trời luôn mà không có bông Tết. Bông Tết là phải 2-3 bữa nữa. Bông Tết bữa hỏi thăm là người ta nói khoảng 12 là có lên này. Tới bữa đó mình đi tiếp. Còn bây giờ đi dạo vòng coi bán đồ la. Đồ nó la làng à. Lên đường. Đó, sầu riêng là 60.000 một ký. Đó, bao ăn. Quẹo về Bến Mỹ Tho đi nào không? Hay thẳng lên đã nè. Đó, quẹo đó đó. Đó lên một bên quẹo tay phải. Trời ơi. Không đi đâu mà không biết đường về Mỹ Tho. Ông đi đâu mà ông không biết đường đi về Mỹ. Chỉ ông đi về Mỹ. Rồi. Giờ mình lên đường tiếp thôi. Đi. Quá trời, cái này là bán đồ nè, bao năm luôn, dẫn cho cả nhà đi đó, bán quá trời luôn nè. Đó. Đó. Đây son nồi thơ chảo, còn đằng này là quần áo. Ở đây là giờ chưa có bông hoa gì hết trơn, quần áo với son nồi đồ không à, bán đồ nè, nón bảo hiểm nè, quần áo nè, đeo đầy hết trơn, 35.000 một cái đó. Đó. Đây này là đồ nít dạ, đồ cũng rất ở rằng này là mé sông, sông này là sông Bến Tre, đó là mấy cái bằng đó, còn cái này là quần áo đó, thấy không? Rồi lên đường tiếp, đi dài ra ngoài tượng đài coi, buổi chiều coi. Đồ quá chừng, quần áo đồ không mà chứ chưa có gì hết.
đây. Cái con đường ngoài này buổi chiều nó nhộn nhịp vậy đó. Đó. Hát nhạc và sùm hết trơn. Đó, đây bán quần áo nữa nè, thấy không? Gấu bông đó 35.000. Nón sơn 360 độ 35.000 một cái. Không, nhìn ở ngoài này là một cái con đường cặp bờ sông. Đó, dưới đó là tàu chạy. Đó, đứng đây quay nè. Không. Dưới đó là tàu chạy, bên kia là tàu du lịch, mấy chiếc đò du lịch đó. Đó là du lịch sinh thái. Đó là du lịch sinh thái Hạ Thảo. Đó. Cái bến đò nó nằm ở đây, nhưng mà cái điểm chính của nó là đi phải chừng 5-6 cây số gì nữa. 5 cây số nữa mới tới cái điểm du lịch. Còn ngay chỗ này là cái bến đò của nó để nó chở cho du khách đi. Đó, buổi chiều giờ mà. Không, tàu chạy rồi. Còn đây là bán quần áo. Không. Đi buổi chiều hơi tối một chút nha cả nhà. Nó mờ mờ ảo ảo dòm cho nó hấp dẫn. Còn đi buổi trưa thì trời nắng mà có đủ ánh sáng. Đó, chụp một tấm hình đây. Đó. Quần áo bao la. Đi tiếp thôi, lên đường. Này là xe chở hàng, dẫn chở hàng. Còn này là bán nón bảo hiểm, nón sơn 60.000 bóp. Kính bóp. Bóp một cái là 20.000 nha cả nhà. Bóp là 20.000 cái đấy. Đó, ở đây đầy hết trơn luôn nè. Bán quán cà phê Vườn Hồng. Đó. Quán cà phê. Đây là bán tỏi 40.000 một ký tỏi. 40. Tỏi bán tỏi tỏi Ba Tri. Hai bên đường bán con lộ bán đầy hết trơn luôn. Đó, còn đây là bán đồ Mỹ nha cả nhà. Nè. Đó, nhà dòm nè. Đồ Mỹ, đồ Mỹ. Đó. Chưa. Đồ Mỹ, đồ Mỹ, nhìn kỹ đồ cũ nha, ý lộn đồ mũ. Đó, giờ mình đi tiếp thôi. Lên đường, lên đường. Còn đây là bán cải. Đó. Này là bán nón bảo hiểm. Đó. Còn này là bán đồ chơi. Đó. Con đại bàng nè. Con chim đại bàng. Thấy đại bàng tung cánh không? Đọc chưa, đọc chưa? Sao chị? Con đại bàng đọc thiệt chứ. Công nhận có gió cái tự động nó thổi cái cánh nó đập bạch 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 luôn à. Nó không quay đầu qua đây ta. Đó. Đã chưa? Đại bàng kêu ét ét luôn. Đây nè. Wow. Đại bàng đọc thiệt. Sáu chục ngàn con đại bàng. Dạ. Ủa, nó có hả? Dạ, có trời ơi. Để chó, nó nãy giờ tưởng đâu là gió thổi nó đập không rồi chứ. Cũng có gió thổi nha. À. Nhưng mà nó không bằng bên. À. Đập chứ. Đem vô mụn hả? Đem vô mụn.
ăn cũng ngon quá. Mua đại bàn, chú mua con đại bàn. Dạ. Đem về treo trước cửa cho nó đập đồ chơi. 60.000 con đại bàn. Đó. Này con gái chơi được. Còn con trai nó bẻ đầu là kể như khỏi chơi luôn. Sáu chục ngàn con đại bàng gớt pin. Ủa hết pin này hả? Đó, thay pin vô, thay pin vô đập bạch bạch kìa. Ô xếp cánh lại luôn. Đó. Ồ đó, rồi nó gãy giò rồi. Chút rồi hả? À tưởng đâu à, xúc cái đùi rồi chứ. Ồ gió bay cái lượn lượn luôn nè. Heo gọp gì nè, rùa nữa, súng hả, con chó bán đồ chơi. Rồi lên đường tiếp. Dạ thôi nhà không có con nít. Nhà không có con nít cho nên không có lấy. Lên đường, lên đường. Đó. Nhà không có con nít. Đây tới cây cầu này là cầu gì quên tên bà nó rồi, cứ gọi nó là cầu bê tông đi, quên rồi. Cầu như cầu Kiến Vàng thì phải, như cây cầu đó là cầu Kiến Vàng. Đây ngay đây là nó bán quần áo dép 100.000 ba đôi. Dép mà nó bán 100.000 là ba đôi á. Đó. Còn ngay đây là cái nhà hàng. Cái nhà hàng này là lâu đời dữ lắm rồi nha. Đây. Quay cho cả nhà xem. Đó. Đây cái nhà hàng nha. Nay nó sửa lại rồi nè. Nay nó sửa cái biển lại à. Nhìn đẹp đẹp nè. Đó, nay nó sửa cái nhà hàng lại rồi đó. Còn vòng vòng ở đây nè là nó bán quần áo. Thấy không? Đây. Đó. Đây quần áo đồ bao năm luôn nè. Đó. Chưa? Này bán gối ôm, gói nằm. Đó. Còn đằng kia đó, gió đưa cành trúc là đà, con trai buôn bán đặc thà dễ thương quá nha cả nhà. Đó, lên đường, lên đường. Đó. Xả hàng, xả hàng, xả hàng, nhanh tay đi con, mà chậm tay cũng còn luôn. Đây này tới gì ta, cái gì mắt kính, mắt kính đó, mắt kính với bóp, thấy không, mắt kính với băng bóp, mắt kính 79.000, sale 20.000. Lên đường, lên đường, lên đường, lên đường, lên đường. Lâu rồi không đi ra ngoài này, buổi chiều cái ra đây. Ồ, kia kìa. Dạ. Đó là cái bến bến tàu du lịch Hàm Luông kìa. Hả? Vô khẩu không em 8.000 tới 8.000. Thấy không? Bến tàu á. Vô khẩu không em 8.000 tới 8.000. Vô khẩu Long An.
Dưa hấu Long An 8.000 ký, ký 8.000. Dưa hấu Long An 8.000 ký, ký 8.000. Dưa hấu Long An 8.000 ký, ký 8.000. Ký 8.000, 2 ký 16.000 nha cả nhà. Đây, năng khung. Ai muốn chơi năng khung thì đây. Đó. Ná dây đạn, đó, thấy không? Năng khung không? Đó. Đó. Còn kia là nón. Nón kết sổ. Nón kết sổ là 10.000. Quần áo đủ loại. Đồ chơi con nít trẻ em. Ba sùm luôn. Quần áo trẻ em. Con đường ngoài này bây giờ là chỉ có đồ thôi, chưa có bông hoa gì hết. Đó, còn đây là ngay. Chưa? Mai vàng 30.000 một cây, lúa mạch vàng 35.000 một bó, 3 bó 100. Mai vàng 30.000 một cây, lúa mạch vàng 35.000 một bó, 3 bó 100. Mai vàng 30.000 một cây, lúa mạch vàng 35.000 một bó, 3 bó 100. Trời ơi, sầu riêng. Đây. Đó. Nè. Không. Sầu riêng. Nè. Quá trời luôn. Quần áo sầu riêng, dép úng và sùng, chạy qua đây rồi, tới rồi nè. Cái này ngay chỗ này cái tượng đài nè, đó giờ tới tượng đài rồi nè, thấy không? Tới tượng đài rồi, ngay đây là nó bán quần áo 50.000. Đó, ngay đây là cái công viên, buổi chiều người ta ra đây là người ta chơi. Đó, thấy không? Giờ là chưa có bông hoa gì hết. Rồi, đó. Rồi. Đó, rồi. Bây giờ là tới đây là mình kết thúc nha các bạn. Dẫn các bạn đi một vòng rồi. Và đây là cái Hàm Luông Hotel. Đó. Này là khách sạn Hàm Luông. Bên đó nó chớp 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 kìa. Đèn nó chiếu quá không thấy. Đó. Này là khách sạn Hàm Luông là vậy nè. Thấy không? Đèn nó chiếu quá trời luôn không thấy gì á. Đây. Dẫn cả nhà qua đây. Vô một vòng, một vòng. Chính diện nó đi. Đó, đứng chính diện ở ngoài dòm vô cho dễ. Đây. Sạn Hàm Luông. Chá là luôn, không thấy luôn. Rồi. Thôi, đó, đây đi một vòng lại nè. Cho cả nhà dòm nguyên cái khu này qua đây đứng nó mới rộng. Còn ở bên kia nó to, nó chật quá. Không. Giờ đèn nó lên rồi nè. Đó, người ta đi bộ ra, chiều người ta đi bộ ra ngoài này tập thể dục ở đằng kia cả, thấy chưa? Đó, lúc ở đằng ngay đây là người ta đang tập thể dục. Ô, chỉ cái tay lên nó mờ căm nó hết thấy đường luôn rồi. Đó, còn đây nè, đó. Chạy xe đạp đồ ra ngoài này. Khu này chiều là người ta ra đây tập thể dục dữ lắm. Rồi, hết rồi, xong, kết thúc. Kết thúc một vòng nha cả nhà. À, quay lại làm sao luôn đó, thấy không? Thôi thùi thôi thùi lùi luôn. Rồi bye bye cả nhà nha, tạm biệt các bạn.